lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Sữa tươi Vinamilk Green Farm, top 1% đầu bếp thế giới công nhận về vị ngon.
Em nghĩ là 9,9 điểm đấy. Nếu mà để mà so và hai bài với nhau thì nghĩ là cũng 1,9 1,10, và bài chị Minh 9 thì bài mình 10. Hồi nãy tôi ngồi bên dưới, tôi cứ ngồi tôi lo, tôi nói ủa cái bài Đường Xa Ước Mưa này nó là một bài hay. Thì thưa quý vị, một Đường Xa Ước Mưa cực kỳ trẻ trung, văn minh, hiện đại và hoàn toàn được đổi mới, còn viết thêm cái phần sâu nữa để cho thăng hoa hơn, đổi toàn bộ hợp âm, thậm chí bẻ luôn giai điệu một chút. Một cái bài được produce lại hoàn toàn mới, một phiên bản Đường Xa Ước Mưa lần đầu tiên được nghe. Một tràng pháo tay ngầm nhiều cho Team Thu Minh, Luôn Có Thủ và Genesis. Trước tiên là cho hỏi là cái ý tưởng mà mình viết thêm cái phần sau để mà nó giống như mình cảm giác nó giống như một cái bài mashup cho cái bài Đường Xa Ước Mưa này, rồi cũng như là mình thay đổi luôn accord, thay đổi luôn giai điệu là từ của ai ạ? Nớt là Xung Phong này. Em Xung Phong. Là Xung Phong viết bài Đường Xa Ước Mưa. Đúng không? Và cái này cũng là hay, bởi vì sao? Em sẽ viết ở tâm thế của một người đàn ông. Vâng. Một anh chàng đào hoa, flirt hết em này tới flirt em kia. Dạ. Yeah. Khi mà nghe bài này xong, nghe chị nói từ nãy giờ, em đã có một chút idea rồi. Nếu như có phần viết mới thì em sẽ biết là cần thêm cái gì cho nó. Nurse xin hát lại một đoạn trong verse mới mà Nurse viết nhé. Ú đưa em về, điều này thật dễ, nhưng mà vì anh vẫn muốn cận kề, ngày mai ta cũng chẳng bận gì. Thay vì đưa em về thì lại đưa ra hai lý do. Trời còn đang mưa, mình lại say sưa nên anh có tí lo. Vậy thì ở lại đây rồi chờ về ngay sau câu good morning. Còn những phút giây này phải tự như cơn mơ. Đúng với những gì mà các bạn muốn không các bạn Gen Z? Yes. Và đó chính là mục đích, mục tiêu của chúng tôi ở đây, đem đến những bài hát đúng nghĩa là our song. Ocinus đã làm cái verse rất là tốt, tại vì nghe nó rất là dính, giống như là keo 502 vậy á. Cho Minh nói một cái câu về cái ý tưởng mà nhóm của Minh muốn gửi đến cho tất cả các bạn. Our song, bài hát của chúng ta. Đây có thể là một bài hát của chúng ta, bởi vì chúng ta tất cả đều nghe được và đều cảm được. Có những bài hát mà chỉ ở thế hệ đàn chú, đàn anh của Thu Minh, họ nghe và họ cảm nhận được với một văn hóa và tình cảm, cảm xúc trong thời điểm xã hội lúc đó. Nhưng đến Thu Minh và tới thời các bạn là Gen Z, cũng là câu chuyện tình yêu thôi, cũng là đưa em về thôi. Nhưng cái cách nói, cách kể và văn hóa cũng như quan điểm mình thể hiện cái điều này, nó sẽ phải khác. Ví dụ, Hữu sẽ hát là vì đường xa ướt mưa, em muốn anh đưa em về. Nhưng Minh đại diện cho Gen Z, vì đường xa ướt mưa, em bắt anh đưa em về. Đó là thái độ khác hẳn của hai thế hệ. Xin cảm ơn chân thành đến giám đốc âm nhạc Khắc Hưng vì đã chịu sự bạo đầy của chúng tôi. Anh Hưng, thank you. Anh Hưng và đã cho chúng tôi một bản phối tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Mời các bạn bình chọn. Mọi người ơi, check mọi nha. Người. Mọi người ơi, số 1 nha, mọi người ơi. Đâu đội mình đâu nhỉ? Đội mình đâu nhỉ? Me win. Số 1. Trong thời gian bình chọn, chúng tôi muốn hỏi thuyền trưởng Minh Dự, anh nghĩ sao về tiết mục và đường xa ướt mưa vừa rồi? Em thấy tiết mục này là cơ bản là cái câu mà vì đường xa ướt mưa, em muốn anh đưa em về đó mộng mơ rồi. Mà cái tiết mục này là mộng mơ xứ sở thần tiên, anh hiểu không? Khác không, mình tưởng tượng cái này cầm mic, ta kia bung dù lên đó, nghe liền. Đó. Mà cái dạng này bung dù là chỉ có nước bu vô dùng, thì cái đẹp quá trời. Trời ơi. Nói chung là tiết mục này là em thấy chị Hữu đẹp quá, mát quá. Em thấy bị dìm. Dìm trong tâm, dầm trong tim. Dầm trong tim. Quá trời mạn mí. Còn thuyền trưởng Quỳnh Lý, anh nghĩ sao về tiết mục đường xa ước mưa ạ? Dạ, thiệt ra thì em nghe nãy giờ mọi người nói quá nhiều về bài hát rồi, thì em xin phép không có nhắc về bài hát nữa. Em xin nhắc về cái mà em được nhìn thấy trên sân khấu nha. Đó là những thứ mà em nhìn thấy, em xem nó như in vậy á. Như in. Tại em thấy mọi người xinh như em. Trời ơi. Ủa, cuối cùng là nó khen người ta hay nó khen nó vậy? Khen ta hay khen mình vậy em? Anh Hoàng Hải, anh thấy như thế nào về tiết mục của đội bạn ạ? Nói chung là tiết mục này cũng ghê gớm đấy. Không phải dạng vừa đâu. Hoàng Hải không nhìn thấy chị Thu Minh nữa, mà bây giờ chỉ thấy là em Thu Minh thôi. Yeah.
Trời ơi, Gen Z dã man. Hôm nay đi với anh Ocelot mà. Đấy. Ờ, công nhận không? Mọi người công nhận không? Ờ, nhìn dưới này không thấy chị Thu Minh đâu. Ở đâu rồi? Em nào đang đứng đấy? Queen, em nghĩ sao về tiết mục của đội này? Dạ em chỉ có một câu muốn nói thôi là đại diện thế hệ trẻ, em nghe bài này em muốn replay. Ok. Ngon là. Thank you cưng, câu nói ý nghĩa nhất đối với chị. Yeah. Thank you em, I love you. Thank you. I love you too. Thực sự lúc mà mình nghe hai bài tâm ca của các anh chị và các bạn thì trong lòng mình vẫn thiên về team của mình. Đây không phải là thiên vị, nhưng mà nó là cảm giác kiểu như mình nói, đó là một bài hát mà mình rất muốn replay. Thực sự là bài hát đó rất catchy. Quang Dũng, đã đến lúc em nói được công tâm rồi đúng không? Em hoàn toàn là không có một cái dự liệu gì trong đầu rằng là em sẽ được nghe cái gì. Và thật sự em rất là bất ngờ khi mà nghe và thưởng thức cái phần trình diễn này của team chị Thu Minh, chị Lương Bích Hữu với cả Organus. Em thì đã có cơ hội được làm việc với chị Thu Minh rồi. Em biết là chị rất là nhiều chiêu và rất là nhiều tâm huyết trong cái việc băm chặt đấy. Băm chặt rồi. Là băm chặt thôi, ok. Nên là em cũng nghĩ rằng là tiết mục này sẽ rất là thú vị đây. Nhưng mà thật sự em rất là bất ngờ khi mà phần expert của Ovenus viết cũng rất là hay. Và phần đổi hóa thanh cũng như là bố trí sao cho cả ba người đều có spotlight. Lần này mọi người làm rất là tốt, em rất là thích. Chỉ có duy nhất một điều em hơi lo lắng cho Ovenus thôi. Không biết là tối nay sức khỏe là thế nào đúng không? Anh ấy đưa em nào về? Nếu mà đưa cả hai về thì chắc là đường xa phải gấp đôi. Không, đưa cả hai về là đường xa nó ngập lụt. Là đường xa nó ngập lụt chứ không có nước mưa nữa rồi. À, Vũ Thảo My thấy đồng đội em sao nhỏ? Chỉ muốn nói một cái từ là em rất là tự hào vì liên minh của em ngày nay đã làm rất là tốt cái gì này. Em cũng phải dành một cái sự gọi là rất là khâm phục đến chị Thu Minh và chị Hữu. Tại vì mọi người đã làm mới hoàn toàn bản thân mình để đặt vô bài hát này một cách rất là trẻ trung. Các chị rất là open trong cái việc gọi là bây giờ chị phải feel chỗ này, feel chỗ kia, làm sao để cho R&B, để cho trẻ được như chúng em. Mà thật sự ra nha, nhờ em nói cái này anh mới nói là các bạn thấy là chị Thu Minh và cả Hữu làm rất là đúng cái tinh thần của bài hát của chúng ta Our Song luôn. Yes. Là bởi vì họ hoàn toàn họ xóa bỏ cái phạm vi an toàn cũ của mình. Đúng rồi. Họ bước vào một cái lãnh địa mới. Có thể nơi đó không biết là khán giả sẽ đón nhận mình như thế nào. Nhưng mà trước tiên là họ chịu làm cái đã. Quan trọng là tinh thần chịu chơi, chịu đổi mới mình, hát một cách mới, hát theo kiểu Gen Z bây giờ nghe. Đó là lý do vì sao mà chúng tôi phải kết hợp cả OG và Gen Z. Yeah. Chúng tôi hát theo cách cũ thì nói làm gì nữa đúng không ạ? Yeah. Đấy. Và cái thứ hai là cũng rất là cổ vũ cho Ogenus. Tại Ogenus là hôm nay là hát sạch, phát âm chuẩn chỉnh hơn cái vòng 1 rất là nhiều luôn. Và rõ ràng là mình nghe thôi là biết là bạn tiếp nhận cái vocal coach từ chị Thu Minh rồi. Yeah. Đây là một cái tiết mục theo Trấn Thành là đang làm rất là đúng tinh thần của Our Song, bài hát của chúng ta. Nên mình dành một tràng pháo tay để cổ vũ. Đây là teamwork nha mọi người. Mọi người hiện tại bây giờ mọi người thấy đứng ở trên sân khấu này chỉ có 3 người diễn cái bài hát này thôi. Nhưng không, chúng tôi làm việc 4 người cho bài hát này. Thì các bạn cũng đã nghe ở trong cái phần bè nền đó, đó chính là dàn dựng bè và giọng bè của Vũ Thảo My. Yeah. Tinh thần teamwork. Yeah. Team sử hết. Team sử hết. Team sử hết. Vâng, một tràng pháo tay cho team sử nữ. Yeah. VPBank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ.